Từ ngày 1 tháng 9, giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng theo giá ga thế giới. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga tăng mạnh. So với tháng 8, mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng đồng loạt tăng 33.000 đồng một bình 12kg, tương đương tăng khoảng 2.750 đồng một kg. Theo các công ty, do giá ga thế giới tháng 9 tăng 90 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước, nên giá ga trong nước được điều chỉnh tăng theo ngoài ra sự biến động tỷ giá ngoại tệ cũng khiến giá ga nhập khẩu tăng lên nên tổng công ty ga petrolimax phải thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng